Cách học hóa từ mất gốc. Video này anh sẽ hướng dẫn các em học hóa từ mất gốc nhé. Phần nào các em chưa vững thì nên đánh dấu lại để tìm học nhé. Đảm bảo theo lộ trình này, từ không biết gì ít nhất cũng trở thành học sinh học khá môn hóa nhé. Thứ nhất là các kiến thức cơ bản, bao gồm cấu tạo của nguyên tử, cách tính số mol, C phần trăm, Cm. Thứ hai là tính chất hóa học, nắm được cơ bản các tính chất của các đơn chất và hợp chất chủ yếu trong hóa. Thứ ba là các dạng bài tập thường gặp trong hóa. Video sau anh sẽ nói rõ hơn về phần 2 tính chất hóa học nhé. Các em nhớ follow kênh của anh để đón xem nhé.